Trong tập trước, hai bên Thiên Nam Tu Sĩ và Mộ Lan Thảo Nguyên vẫn đang quần chiến hỗn loạn. Trong lúc chiến đấu, Hàn Lập còn giết chết một nữ nhân là bạn lữ song tu của Âm La Tông Tông Chủ. Điều này khiến hắn sau này sẽ gặp không ít rắc rối. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Lúc này, vị quỷ linh môn tu sĩ buông tha, huyết vụ tự như sống lại. Chúng biến ảo ra các cái sừng lớn nhỏ không đồng nhất, bắt đầu tại chỗ nhảy múa không ngừng, cũng kịch liệt ngưng tụ thu nhỏ lại. Mà tên quỷ linh môn trưởng lão chủ trì vạn hồn trận nọ, sau khi bay ra xa 50-60 trượng thì xoay người dừng lại. Vẻ mặt hắn vô cùng quỷ dị nhìn liếc mắt nhìn tình hình huyết vụ một cái, trong lòng thầm nghĩ, hấp thu nhiều tinh huyết pháp sĩ như vậy, hơn nữa một gã tự nguyện làm lô đình tiến hành huyết tế. Lúc này đây, hẳn là sẽ không thất bại. Ngay lúc vị quỷ linh môn trưởng lão này trong lòng có chút bất an, thì đám huyết vụ này đã thu nhỏ lại hơn phân nửa, cũng nhúc nhích không ngừng. Hai gã Mộ Lan pháp sĩ thao túng thạch nhân khổng lồ thấy cảnh này, tim chợt đập dồn, cũng không quản việc này, thúc giục thạch nhân một cước hung hăng dẫm tới. Đột nhiên trên mặt đất bằng phẳng chợt quật khởi một trận âm phong, âm sâm, băng hàn thấu xương, cơ hồ làm cho mọi người không thể nhìn kỹ vật gì. Thạch nhân khổng lồ động tác cũng bị trì hoãn một chốc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như thường. Chờ khi Mộ Lan pháp sĩ khôi phục lại thị giác thì lại kinh ngạc phát hiện, đám huyết vụ bị một mảnh âm phong màu vàng bao vây xung quanh, căn bản không cách nào thấy rõ ràng tình hình bên trong mảy may. Nhưng đang lúc này, Hoàng Phượng soạt một tiếng, âm thanh mạnh mẽ cường hành vang lên, tiếp theo một cái huyết hồng ảnh từ bên trong bắn ra. Hai gã Mộ Lan thượng sư sau khi thấy rõ ràng khuôn mặt của huyết ảnh thì biến sắc, hít một hơi lương khí. Đúng là một cái huyết hồng ác huyết quỷ cao hơn 10 trượng. Ác quỷ này đầu có hai cái sừng cong, đuôi ngựa, hai hàng răng nanh sáng lập lòe, trông sắc bén dị thường. Cự thủ thô to được một tầng lân phiến nửa trong suốt nho nhỏ bao lấy, mười đầu ngón tay nhọn, phẳng phất như đao nhọn. Dĩ nhiên so sánh với người tu tiên bình thường mà nói, ác quỷ này mặc dù rất lớn, nhưng nếu so với thạch nhân cao cơ hồ trăm trượng thì lại không tính là gì. Nhưng ác quỷ này lại không chút sợ hãi, sau khi hiện hình đi ra liền ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, sau đó nhìn thạch nhân chằm chằm, mắt lộ ra hàn quang. Nó cúi đầu, thân thể giống như mũi tên bắn mạnh ra, trong nháy mắt đến bên bắp chân thạch nhân, quỷ chảo mở ra nhắm ngay chân thạch nhân hung hăng đánh ra một chảo, một tảng lớn đá vụn lập tức rơi xuống. Hai gã Mộ Lan thượng sư tự nhiên không để tiếp tục như thế. Lúc này thạch nhân hai cái bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm thành nắm đấm đánh xuống phía dưới một kích, động tác nhanh như tia chớp, huyết quỷ bị đánh trúng bay ra xa vài chục trượng, thậm chí ngay cả nửa cái đầu cũng không cánh mà bay. Nhưng ác quỷ này sau khi xoay người lại coi như không có chuyện gì, trên đầu lâu vừa bị tàn phá, huyết quang chợt lóe rồi khôi phục như thường, theo sau lần nữa nhằm phía thạch nhân đi tới. Hai gã Mộ Lan thượng sư thao túng thạch nhân vừa sợ vừa giận, một bên thao túng ngư linh thú tiến đánh, một bên phóng ra pháp bảo của bản thân, ở một bên hiệp trợ công kích, nhất thời chiến đấu cùng nhau. Mà đám quỷ linh môn tu sĩ nguyên bổn bỏ chạy, lúc này lại quay lại đây, không chút khách khí gia nhập đội vây công thạch nhân khổng lồ cùng hàng ngũ Mộ Lan pháp sĩ. Tiếng nổ ầm ù ù vang lên không ngừng, huyết quang lóe ra liên tục. Nữ tử họ Nhạc xem đến đây, nhướng mày, ánh mắt chớp động nhìn tình hình chằm chằm, một câu không nói. Thân là Mộ Lan đại thượng sư, nàng tự nhiên biết rõ thạch nhân này uy lực to lớn thế nào. Mắt thấy Thiên Nam tu sĩ triệu hồi ra một quỷ vật, lại có năng lực đối kháng thạch nhân mà không rơi xuống hạ phong, nàng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng đối với việc này không có gì quá lo lắng, chỉ cần thạch nhân có thể chống giữ được một lát công phu, nàng gọi tới Mộ Lan thánh cầm thì có thể diệt vài tên đối thủ trong khoảnh khắc, đến lúc đó thắng cục đã định. Nữ tử này nghĩ như thế, vừa lại nhìn cự điều cách đó không xa liếc mắt một cái, tựa hồ yêu cầm này cũng biết đây là thời điểm mấu chốt, rốt cục điều động tất cả hỏa linh khí, đem phương viên trăm trượng hóa thành một biển lửa màu xanh. Mà cự điều này mới vừa rồi xuất kỳ bất ý vỗ cái cánh to một cái, càng đem bảy tên lão già cùng song ma liên thủ đánh cho tơi bời. Biển lửa dưới thân nó trong nháy mắt chia làm hai khu vực, đem hai hỏa nhân phân biệt để cả trong và ngoài. Sau đó một nửa tâm tư dùng để đối phó song ma, hơn phân nửa thế công cũng tập trung đến thái chân thất tu. Điều này làm cho thái chân môn bảy vị trưởng lão âm thầm kêu khổ không ngừng, xem ra cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chứng kiến tình hình này, nữ tử họ Nhạc trong lòng buông lòng, nàng quay đầu nhìn sang cửu tràn cổ đang trước người, thấy mỡ đèn bên trong còn một nửa, trong lòng càng thêm kiên định. Đột nhiên nữ nhân này nhíu đôi mi thanh tú, hai mắt sau khi khép hờ, một tay nhanh như chớp từ một tràn cổ đang bắt ra một đóa đăng diễm, ở trong tay nhẹ nhàng thoáng một cái đăng diễm trong ánh thanh quang đã biến mất không thấy. Mà ở một chỗ ngoài xa hơn 30 trượng, thanh quang chợt lóe rồi một tiếng thét kinh hãi xé gió truyền đến, một bóng người hiện hình đi ra, trên người hắn thanh quang lập lòe, bị một tầng đăng diễm biến thành thanh quang bao vào trong. Theo sau nữ tử họ nhà cũng không ngẩng đầu lên, nắm tay bắt pháp quyết, phốc một tiếng, người nọ ngay lúc thanh quang tự khởi, bi thảm kêu một tiếng, trong nháy mắt bị đăng diễm đáng sợ đốt hóa thành cho bụi, lại muốn ẩn nạc gần minh đăng, thật sự là muốn chết. Nữ tử cũng không thèm nhìn kỹ, thấp giọng thì thào một câu.
Đối với nàng mà nói, chỉ cần biết đối phương là Thiên Nam tu sĩ là đủ. Từ sau lúc nàng đốt Cổ Đăng, trước sau đã có 5-6 gã tu sĩ muốn đánh lén Cổ Đăng. Nhưng từ sau khi cự điều được Cổ Đăng triệu hồi ra đến nay, cửu tràn Cổ Đăng vẫn bất diệt, cho dù bất kỳ người nào vừa nhìn đều biết trong đó có chỗ quỷ dị. Một số tu sĩ có phương pháp ẩn nặc thần diệu, tự nhiên muốn lại tiêu diệt ngọn Cổ Đăng này. Kết quả không một ai lọt lưới, đều bị nữ nhân này dùng đăng diễm giết chết. Lúc này, Hàn Lập còn cách nữ nhân này đến hơn trăm trượng, chứng kiến tên tu sĩ nào bị nữ nhân này xuất thủ tiêu diệt, trong lòng không khỏi rùng mình. Nguyên bản đang chậm rãi bay đi, thân hình hắn không một tiếng động dừng lại. Nữ nhân này tự thì thào vài câu, mặc dù thanh âm rất thấp nhưng lấy thần thức hơn người của Hàn Lập, vẫn loáng thoáng nghe được một chút. Hàn Lập nhìn Cổ Đăng cách đó không xa, sờ sờ cằm trầm ngâm, xem ra Cổ Đăng này thật không phải tầm thường, chẳng những có thể gọi về yêu cầm, mà còn có thể phá ẩn nặc thần thông. Cái này thật có chút khó giải quyết. Hàn Lập thần sắc âm trầm do dự một hồi lâu, mày cau lại rồi đột nhiên có chủ ý. Hắn vươn tay hướng túi chữ vật móc ra một vài thứ, ánh mắt lại rơi vào túi linh thú bên hông cười nhẹ. Nàng khoanh chân ngồi ở trước Cổ Đăng, trên người liên ảnh như có như không, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm Cổ Đăng, đem thần thức hòa cùng Cổ Đăng mà cảm ứng hết thảy động tĩnh trong phạm vi hơn 10 trượng xung quanh. Đột nhiên ngoài trăm trượng xa xa, một mảnh bạch quang phát sáng rồi mười mấy đầu cự viên cao lớn bỗng nhiên hiện ra, cứ như thế mà xuất hiện. Nữ tử họ Nhạc mắt nhìn thấy mà mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đám cự viên này sau khi xuất hiện cũng không có tiến lên, mà là đứng thành hàng, hai tay nhấc lên, hơn 10 đạo quang trụ nhan sắc khác nhau phun đến. Khôi lỗi thuật. Nữ tử họ Nhạc hơi lặng đi một chút, nhìn ra đám cự viên này thì mày mặt nhăn nhó, cẩn thận nhìn quanh mọi nơi một lần, cũng không có phát hiện ra người khu xử khôi lỗi. Đối với công kích của quang trụ này, nữ tử họ Nhạc không thèm để ý, chỉ tiện tay bắt quyết, liên ảnh chớp động sau đó đem mấy cái cột sáng này dễ dàng chặn lại. Nữ nhân này thân hình vừa động, lại lấy từ trên nhất tràn Cổ Đăng một đóa đăng diễm, nhưng đăng diễm này cũng không có bị nữ nhân này lập tức tế ra, mà để ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng phiêu khởi. Nữ tử này nhìn Cổ Đăng chằm chằm, ánh mắt chớp động không thôi, chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến. Một lát sau, nữ nhân này thần sắc vừa động, không chần chờ chút nào, cặp môi hé ra, nhìn đăng diễm trên tay thổi vào một hơi linh khí. Đăng diễm thanh quang lóe lên, từ trên tay biến mất quỷ dị một cách không còn thấy bóng dáng. Nữ tử họ Nhạc lúc này mới quay đầu, nhìn chăm chú về hướng phần đất cách xa hơn 10 trượng bên ngoài. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, đầu tiên là một bóng người hiện ra rồi bị một đoàn thanh quang bỗng nhiên đem bao lại. Thanh sắc hỏa diễm theo tay bắt quyết của nữ tử, lập tức tại trên người nọ bùng cháy lên. Nữ tử khóe miệng vểnh lên, phiếm ra một tia cười lạnh. Ồ, như thế nào bây giờ còn chưa luyện hóa? Nữ nhân này vẻ tươi cười đột nhiên đọng lại, phát hiện ra người nọ không giống mấy người trước, trong nháy mắt hóa thành tro bụi và cũng không có dãy dụa chút nào. Nàng trong lòng cả kinh vội vàng chăm chú nhìn thật kỹ. Người nọ, không đúng, chính là một khôi lỗi. Bóng người trong thanh diễm, diện mục phảng phất như bộ dáng Hàn Lập, nhưng thần sắc đờ đẫn, cử chỉ cứng ngắc, căn bản là một giả nhân. Hơn nữa tựa hồ không sợ thanh diễm chi hỏa, không có bộ dáng bị thiêu hủy. Không tốt, nữ tử trong phút chốc nghĩ đến cái gì. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại Cổ Đăng, muốn đem thần thức lần nữa bám vào Cổ Đăng. Tuy thế cũng đã chỉ hoãn mất một chút công phu. Tại một chỗ cách đó hơn 20 trượng, một bóng người trong thanh quang thoáng hiện. Tiếng sét trầm thấp vang lên rồi bóng người trong điện quang biến mất không thấy bóng dáng. Nữ tử họ Nhạc thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ kinh sợ, hai tay đồng thời bắt quyết, lại đột nhiên dương lên, mấy đạo pháp quyết trước sau hướng Cổ Đăng vọt tới, nhưng chỉ là lại có chút chậm trễ. Bên cạnh Cổ Đăng điện quang lóe lên, bên trong mơ hồ hiện ra một bóng người. Theo sau một bàn tay lớn màu hắc hồng từ trong ánh sáng bắn nhanh ra, thoáng một cái dưới khoảng cách chừng một trượng, hướng về phía một cái Cổ Đăng hung hăng bắt lấy. Người này làm sao có thể nhận ra chủ Đăng, cái nào là chân thân? Chỉ có người làm phép mới có thể biết được, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không có cách nhìn thấu thật giả trong đó. Nữ tử họ Nhạc thấy vậy, trong lòng càng thêm cực kỳ kinh sợ. Gần như thế, đại thủ cơ hồ cùng pháp quyết của nữ tử họ Nhạc đồng thời đụng tới Cổ Đăng. Cổ Đăng trước tiên thanh quang chợt lóe, vừa muốn khởi phát biến hóa gì đó thì đã bị đại thủ túm lấy, theo đó đăng diễm bị hắc sắc âm hòa trên đại thủ mạnh mẽ tiêu diệt. Cùng lúc đó, tám tràn đồng đăng còn lại đều cảm ứng run rẩy, linh quang chợt lóe, đăng diễm nhất nhất biến mất. Số Cổ Đăng này trong nháy mắt hóa thành một linh khí bao quanh tản ra. Không, vị đệ nhất nữ thượng sư Mộ Lan tộc vừa thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Nàng cắn răng, hai tay giương lên, đại phiến liên ảnh hướng trùng tới, muốn cướp lại Cổ Đăng. Nhưng hắc hùng đại thủ sớm đoán trước, một khi cướp được Cổ Đăng đã lập tức bay vụt về phía sau mà quay về, một tia chỉ hoãn cũng không có. Nhưng trong điện quang có một tiếng hử lạnh truyền đến, tiếng lôi minh lần nữa vang lên, chờ hắc hùng đại thủ chui vào trong quang đoàn. Bóng người cùng hắc hùng đại thủ đồng thời biến mất. Sau một khắc, bóng người hiện ra bên cạnh khôi lỗi đang bị vây khốn trong thanh quang, trong tay đang cầm tràn Cổ Đăng nọ. Đúng là Hàn Lập thừa dịp lặng lẽ lẻn vào, người tuyệt không chạy thoát.
Nữ tử họ Nhà kinh hoàng liếc mắt một cái nhìn hướng Thanh Điểu, phát hiện Thánh Cầm không có lập tức biến mất, trong lòng sau khi hơi bình tĩnh thì lớn tiếng hét dầm lên. Lập tức, nữ nhân này quanh thân hiện lên thanh quang, hóa thành một cổ thanh phong, truy theo, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, trong tay bạch quang chợt lóe, cổ đang được đút vào túi trữ vật, đồng thời sau lưng phong lôi xí vừa động, người biến mất không thấy, đã ra xa hơn 10 trượng, mà lúc này, nữ tử hóa thành thanh phong vừa vặn đuổi tới chỗ hắn đứng ban đầu, Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, rồi đột nhiên giơ tay bắt quyết, miệng phun ra một câu bạo, khôi lỗi trong thanh quang đột nhiên há miệng phun ra một quả thanh sắc viên châu, kích lên trên vách thanh diễm cháo, ầm một tiếng, kim hồ thanh diễm đan vào cùng nhau, bạo liệt ra, chẳng những đem khôi lỗi nổ bay mất nửa thân thể mà còn lan đến phụ cận nữ tử họ Nhạc. Nữ nhân này trên người có thần thông liên ảnh tự động hộ chủ, mặc dù trong lòng không có phòng bị chiêu thức ấy, nhưng phiến phiến liên cánh hoa chớp động không thôi, đem công kích này ngạnh đỡ lại, nhưng do lôi châu Hàn Lập giấu ở trong khôi lỗi, uy lực cũng không phải chuyện đùa. Nữ nhân này mặc dù tránh được một kiếp, nhưng thân hình lại bị đánh bay ra xa mấy trượng, phong độn công pháp trong lúc nhất thời bị phá giải. Hàn Lập ca thán một tiếng, mặc dù cảm giác được có chút đáng tiếc nhưng không chần chờ chút nào mà thi triển hai cánh, chợt lóe lên rồi lần nữa biến mất, nhằm hướng ra xa bỏ chạy. Chờ nữ tử họ Nhà một lần nữa đứng vững thân hình thì Hàn Lập đã sớm độn ra xa hơn trăm trượng. Vị Mộ Lan nữ thượng sư này nghiến răng nghiến lợi đang muốn đuổi theo, thì tại chỗ bị nổ vừa rồi vốn chỉ còn lại một nửa khôi lỗi đột nhiên lại phát ra thanh âm phù phù quái dị. Mới vừa bị Hàn Lập ám toán một lần, nữ tử này bị hù dọa giật mình vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy thân thể khôi lỗi bị tàn phá này thanh quang đại phóng ra, theo sau trong nháy mắt phân giải tàn ra hóa thành một đám tam sắc phi trùng bay lên trời. Nữ tử họ Nhà tâm lý cả kinh, nhưng bất chấp đám phi trùng này mà vội vàng thúc giục Bạch Liên hộ thân trên người, muốn ngạnh tiến lên. Nhưng tam sắc phi trùng này trong chớp mắt ngưng kết biến hình hóa thành tam sắc đại thuẫn, không ngừng hướng nữ nhân này đánh đến. Mỗi khi nữ nhân này bắt quyết muốn sử dụng phong độn thuật, thì một lớp tiếp một lớp đánh vào, làm cho nữ nhân này liên tiếp làm phép thất bại. Nữ tử họ Nhạc đột nhiên giận dữ, liên tiếp thi triển mấy cái linh thuật công kích, nhưng lại phát hiện vô pháp ảnh hưởng tới đám phi trùng này. Lúc này nàng mới giật mình nhận ra đám tam sắc phi trùng này cùng vệ kim trùng ngoại trừ màu sắc không giống, còn lại tất cả đều giống nhau như đúc, hình như là biến dị vệ kim trùng. Trong lòng hơi cả kinh, lập tức hướng túi trữ vật muốn lấy ra một linh chi bảo vây khốn đám phi trùng này, nhưng đám phi trùng này lại kêu vù vù một tiếng, hướng bốn phương tám hướng tứ tán mà chạy. Nữ nhân này ngẩn ra, theo sau biến sắc rồi vội vàng nhìn về hướng xa xa, chỉ thấy không biết khi nào Hàn Lập đã thi triển ẩn nặc thần thông, tung tích biến mất, không thể nào tìm kiếm được. Nữ tử họ Nhạc sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một mình lơ lửng trên không trung, không biết làm sao. Mà lúc này, Thanh Điểu bên kia vừa mới phun ra một thanh sắc hỏa đoàn kích phá cổ bảo phòng thủ của một gã lão giả. Nó trong lòng vui vẻ, đang muốn phi thân xuống một chảo lấy mạng đối thủ thì đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể điên cuồng rút đi. Cự Điểu cả kinh, bất chấp chuyện đả thương người, vội vàng xoay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai số cổ đang trôi nổi một phương, giờ phút này toàn bộ đã không còn thấy tung tích. Cự Điểu trong lòng vô cùng hoảng hốt, the thé kêu lên một tiếng, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Hỏa linh khí nguyên bản chịu sự khống chế của nó trong phút chốc mất đi sự khống chế, mà biển lửa màu xanh phía dưới, sau một trận quay cuồng kịch liệt thì biến mất không thấy, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên của Thái Chân Thất Tu. Mà song ma bên kia thoát vây thì không chút do dự hóa thành một đoàn lục phong, hung hăng đánh về phía Thanh Điểu pháp lực đang suy giảm. Yêu cầm này đã thu nhỏ lại cỡ vài thước, mắt lộ ra vẻ không cam lòng nhìn song ma chằm chằm, không có ý tránh né. Kết quả một tiếng nổ nhỏ vang lên, không chờ song ma nhào tới, Cự Điểu này thân hình bạo liệt hóa thành vô số thanh sắc linh quang, biến mất vô tung vô ảnh. Âm Dương Song Ma ngẩn ngơ, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Là chuyện gì xảy ra? Tên lão giả kia tìm được đường sống trong chỗ chết, mừng rỡ mà hỏi thăm. Giờ phút này trên người hắn pháp lực có thể nói là mọt giọt không còn, mới vừa rồi còn tưởng là chết chắc. Xe bên kia một chút, hình như bảo vật bọn họ dùng để triệu hồi yêu cầm có vấn đề, cổ đang cũng không thấy đâu. Lão giả cầm đầu cũng thở phào một hơi, sau khi ánh mắt hướng tới vị trí cổ đang lướt mắt một cái, nói, hắn trên mặt đồng dạng lộ vẻ may mắn như được tái sinh, chỉ kéo thêm chốc lát nữa, hắn chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng. Mộ Lan Thánh Cầm biến mất, không lâu đã bị các tu sĩ, pháp sĩ trên chiến trường đồng thời phát hiện, nhất thời các pháp sĩ thần sắc đại biến, mà tu sĩ các thì tinh thần tăng vọt lên. Đang cùng đối thủ dây dưa lão giả khô gầy cùng Điền Trung thấy tình hình này, mặt cũng lộ vẻ khó có thể tin. Thánh Cầm biến mất, cũng không phải do dầu đèn khô kiệt, có thể là do bị bên Thiên Nam tu sĩ tiêu diệt Nguyên Minh Cổ Đăng. Hai vị thần sư này thậm chí không biết, truyền thừa chi bảo của Mộ Lan tộc bọn họ lại một lần nữa rơi vào trong tay Hàn Lập. Theo bọn họ, tất cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đều đã bị cuốn lấy, số tu sĩ còn lại, dưới tình huống có sự trợ giúp của Thánh Cầm, không có khả năng đột phá phòng thủ của nữ tử họ Nhạc. Bây giờ xuất hiện loại tình hình này, thật sự là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc này,
Hàn Lập đã lặng lẽ bay độn đến bên đề hồn thú, một lần nữa hiện ra thân hình. Đề hồn thú biến thành cự viên đã đem đại bộ phận luyện thi hóa thành tro bụi, còn lại một bộ phận nhỏ thì bị Âm La Tông hắc bảo tu sĩ vội vàng thu lại. Nếu không đám đồng giáp luyện thi này toàn quân bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn, mà thu nạp nhiều thi khí như vậy, đề hồn thú không chỉ biến thành cự viên hình thể khổng lồ thêm vài phần, bộ lông cũng đen thêm, thoạt nhìn phảng phất mới vừa mới được tầm bổ. Trong lúc này tự nhiên có vài bóng hắc bảo nhân cùng pháp sĩ muốn tiêu diệt cự viên, nhưng Long Hàm tinh tường, thấy cổ quái cự viên này là mấu chốt đối phó với đồng giáp luyện thi, sao có thể để cho đối phương dễ dàng đắc thủ, hắn lập tức phân ra một số nhân thủ, đem những người này ngăn lại. Ngẫu nhiên có mấy người lọt lưới nhưng chưa kịp đến gần cự viên đã bị Ngân Nguyệt ẩn nặc một bên dùng ảo thuật mê hồn liên tiếp xử xuất, đến chết vẫn không biết vì sao mình chết. Chờ Hàn Lập quay về đến đây, từ xa xa chứng kiến đề hồn đem một tên đồng giáp thi cuối cùng tiêu diệt, Hàn Lập không chút do dự nhìn nó ngoắc tay, nhất thời đề hồn thú trên người hắc mang chớp động, nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ô hồng bay vụt vào túi linh thú bên hông Hàn Lập. Ngân Nguyệt thấy vậy cũng tự giác bay đến phía sau Hàn Lập. Thu đề hồn thú xong, Hàn Lập muốn quay đầu cùng Ngân Nguyệt nói cái gì đó, nhưng đột nhiên trên bầu trời có tiếng ầm ù ù vang lớn, một mảnh âm vân từ trên cao rơi xuống, chu vi khoảng trăm trượng trong đó có vô số thanh sắc lôi hỏa quay cuồng không ngừng, bầu trời chợt biến sắc. Hàn Lập biến sắc nhìn phía này, là ai giết bản tông phu nhân, ta muốn đem hắn quất hồn luyện phách để rửa hận này. Trong âm vân truyền ra tiếng hô như sấm nổ, nghe thanh âm đúng là vị Âm La Tông tông chủ kia. Vừa nghe lời ấy, Hàn Lập tâm lý có chút thấp thỏm, ánh mắt lạnh lùng nhìn, còn chưa phân ra thắng bại, các hạ cần gì phải chạy nhanh như thế? Dịch Mỗ đang muốn lãnh giáo ma công của đạo hữu một chút, chạy theo hắc bào nam tử chính là lời nói của Hợp Hoan lão ma, thanh âm cũng cực kỳ mờ ảo truyền đến. Theo sau có một đám hôi sắc vũ khí đồng dạng từ trên bầu trời bắn nhanh xuống, vừa lúc ngăn ở trước âm vân, tránh ra cho ta, bây giờ ta không có tâm tư cùng ngươi luận bàn cái gì, nếu không cút ngay, đừng trách bản tông không khách khí. Trong âm vân thanh âm Âm La Tông tông chủ băng hàn vô cùng. Không khách khí, Dịch Mỗ sống đến bây giờ cũng bị người ta không khách khí vài lần, ngươi có cái thủ đoạn gì, cứ việc xuất ra đi. Hợp Hoan lão ma cười lạnh một tiếng, không có ý thoái nhượng chút nào. Trong âm vân, hắc bảo nam tử trầm mặc, qua một hồi lâu mới âm u nói, được, ngươi đã chẳng biết tiến thối như thế, bổn tông chủ cũng sẽ mất chút thời gian cho ngươi kiến thức một chút uy lực của bản tông chí bảo Quỷ La Phiên. Âm La Tông tông chủ phảng phất giận quá hóa cười rộ lên, Quỷ La Phiên. Hợp Hoan lão ma thanh âm hơi kinh ngạc, nhưng lại có một chút hưng phấn, nhưng hai người một trọi một đáp ngắn ngủn mấy câu, nhưng làm cho tất cả người tu tiên giao chiến phía dưới cũng giật mình không nhỏ. Một số tu sĩ lúc này mới biết, vị bạn lữ của Âm La Tông tông chủ dĩ nhiên đã chết trong tay Thiên Nam tu sĩ, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, âm thầm phỏng đoán ai đã giết nữ nhân này. Hàn Lập mặt ngoài thần sắc như thường, tựa hồ vô kinh vô hỉ, nhưng thấy Hợp Hoan lão ma đỡ Âm La Tông tông chủ thì tâm lý cũng thả lỏng một chút. Hắn cũng không muốn bị một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ suốt ngày đuổi giết không ngừng. Ngay lúc kể cả Hàn Lập cùng mọi người đều tưởng rằng Hợp Hoan lão ma cùng vị tấn quốc ma tu này sẽ triển khai một hồi đại chiến thì lại phát sinh một việc khác. Từ bầu trời phía sau pháp sĩ đột nhiên xuất hiện âm thanh xé gió xa xa truyền đến. Tiếp theo quang mang chớp động, mười mấy đạo độn quang nhan sắc khác nhau hướng nơi này bay nhanh đến. Hơn nữa không chờ tới gần, đã có người lớn tiếng hò hét, mấy vị thần sư, mau dừng tay, Thảo Nguyên gặp chuyện không may, có biến. Người này tự hồ có chủ tâm muốn cho mọi người đều nghe thấy, lại thi triển bí thuật nào đó hô lên. Theo sau tốc độ độn quang lại nhanh hơn ba phần, chỉ một chút đã đến chiến trường. Bỗng nhiên tu sĩ, pháp sĩ song phương cùng nghe được, đại bộ phận không khỏi ngạc nhiên tạm thời dừng tay, có chút kinh ngạc nhìn. Lão giả khô gầy nghe được lời ấy nhưng trong lòng lại trầm xuống. Đám người Long Hàm đối diện nghe được lời nói này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thế công cũng chậm lại. Lão giả quyết đoán bước ra, lúc này rời ra hơn 10 trượng, lạnh lùng nhìn mặt phe tu sĩ vài lần rồi hóa thành một đạo kinh hồng nghênh đón hơn 10 pháp sĩ nọ. Long Hàm sau khi do dự một chút thì cũng không có cùng tu sĩ khác truy theo. Lão giả mới vừa rồi chưa từng bị thua thiệt chút nào, thậm chí lại hơi chiếm thượng phong, bây giờ truy đuổi cũng không làm được gì. Mà pháp sĩ đưa tin cố tình nói rõ để cho bọn họ cũng nghe được, khẳng định có cái gì kỳ hoặc, hay là xem có chuyện gì phát sinh đã rồi hãng nói. Bất quá nếu nhắc tới Mộ Lan Thảo Nguyên, chẳng lẽ cùng đồn ngôn nhân có liên quan? Long Hàm tâm tư vừa động, mơ hồ đoán được cái gì. Hàn Lập đồng dạng mặt mang dị sắc nhìn chằm chằm lão giả, nhìn chăm chú vào hơn 10 đạo độn quang, chỉ thấy độn quang này quang hoa thu liễm, hiện ra hơn 10 pháp sĩ phục sức khác nhau, cầm đầu là một gã hoàng bào pháp sĩ, dĩ nhiên là nguyên anh trung kỳ tu vi. Điều này làm cho Hàn Lập cả kinh, pháp sĩ tu vi cao thâm như thế mà trước đây dĩ nhiên không có tham chiến, thật có chút cổ quái, chẳng lẽ là nhân vật trọng yếu lưu thủ phía sau? Bất quá như đã thuyết minh, khả năng đối phương hư trương thanh thế là rất nhỏ. Phía trên bầu trời, Hợp Hoan lão ma cùng Âm La Tông tông chủ không biết vì sao cũng ẩn ở vân trung, một câu cũng không nói gì. Vừa nhìn thấy hoàng bào tu sĩ,
lão già khô gầy cũng thất kinh, hiện ra vẻ khó có thể tin. Nhưng chưa chờ hắn nói cái gì, chỉ thấy hoàng bào pháp sĩ nọ đã bay đến bên lão già khô gầy, môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu. Lão già khô gầy sắc mặt âm trầm xuống. Tiếp theo hoàng bào tu sĩ lại lấy từ trên người ra một cái ngọc giản, hai tay giao cho lão già. Lão già tiếp nhận ngọc giản rồi đem thần thức tiến vào. Một lát sau, sắc mặt xanh mét, sau khi cùng hoàng bào lão già truyền âm nói chuyện với nhau chốc lát, lão già bỗng nhiên quay người lại, vẻ lo lắng hướng Long Hàm lần nữa bay đến. Chúng ta không cần phải đánh tiếp, lập tức ngừng chiến. Nếu không thành chuyện trai cò tương tranh, ngừ ông đắc lợi. Vị Mộ Lan Trúc thần sư này phi độn đến trước mặt Long Hàm, bình tĩnh dị thường nói, lời này là có ý tứ gì? Muốn ngừng chiến, cũng phải có lý do. Long Hàm ánh mắt chớp động vài cái, từ chối cho ý kiến nói, bởi vì Hàn Lập tự nhiên phát uy ngoài ý muốn, trước sau tiêu diệt đồng giáp thi cùng thanh sắc yêu cầm của đối phương, tràng diện song phương bây giờ nhìn qua thắng bại vẫn là 50-50. Long Hàm cũng không cảm thấy đối phương bởi vì sợ hãi mà lùi bước. Các ngươi có phải đã phái một đội tu sĩ muốn đi cướp lấy kho hàng tại Điền Thiên Thành của chúng ta? Lão giả không có trực tiếp trả lời Long Hàm, ngược lại âm trầm đột nhiên hỏi. Long Hàm tự nhiên cả kinh nhưng mặt bất động thanh sắc, ánh mắt sau khi chớp động vài cái mới không chút hoang mang trả lời, quả thật là có việc này, xem ra đã bị các ngươi phát hiện. Hừ, nếu không có kẻ thứ ba quấy rối, nói không chừng các ngươi thật đúng là đã thành công. Lão giả sắc mặt giận dữ chợt lóe rồi lại tỉnh táo nói, kẻ thứ ba? Long Hàm nghe vậy nhướng mày. Lão giả khô gầy không nói cái gì nữa, mà môi khẽ nhúc nhích hướng Long Hàm truyền âm. Thật vậy sao? Có chuyện như vậy ư? Long Hàm chỉ nghe hai câu đã thất thanh, cũng không có cách nào bảo trì chấn định. Việc đã đến nước này, bổn thần sư còn lừa các ngươi làm gì? Lão giả không có tức giận nói. Long Hàm hai hàng lông mày trao lại, sau khi hơi trầm ngâm một chút, khoát tay thả ra một đạo phù. Đây là phù nhất phi nhìn thiên, nhất thời hóa thành mấy đóa kim sắc quang cầu, trên không trung nổ ra quang hoa chói mắt. Nhất thời số tu sĩ còn đang động thủ vừa thấy cảnh này cũng lập tức dừng tay, hướng về phe cánh tu sĩ nhanh chóng lui về. Nguyên bổn số tu sĩ cũng đã thu tay thì cũng như ong vỡ tổ triệt hồi. Pháp sĩ đối diện cũng không biết dùng phương pháp gì thông chi, đồng dạng lặng yên lui xuống. Trong đó đặc biệt thấy được huyết quỷ cùng vậy thạch cự nhân nọ, đồng dạng bị làm phép mạnh mẽ phân ra, tạm dừng can qua. Trong nháy mắt, hai chiến trận lập tức vắng lặng, song phương phảng phất trở lại tình hình trước cuộc chiến, chia làm hai phía. Nhân thủ hai bên đều tổn thất không ít, nhưng chưa tổn thương đến nguyên khí. Cuối cùng cao giai tu sĩ cùng pháp sĩ chết cũng không nhiều lắm. Bên phe pháp sĩ mặc dù mỗi người có chút nghi hoặc không rõ nhưng vẫn còn có thể duy trì an tĩnh. Nhưng phương diện tu sĩ, mặc dù người mọi người theo lời triệt hạ nhưng giờ phút này không khỏi tao động nghị luận. Một ít cao giai tu sĩ dứt khoát vây quanh Long Hàm để hỏi ra chuyện gì. Nhưng Long Hàm chỉ là cười khổ không nói, làm cho chúng tu sĩ chung quanh rất bất mãn. Lúc này, âm vân cùng bụi vụ trên bầu trời đồng thời tán đi. Hợp Hoàn lão ma cùng Hắc Bảo nam tử thân hình phân biệt hiền lộ ra, lạnh lùng nhìn nhau. Mà trên trời cao, tiếng đấu pháp cùng dị tượng cũng trong phút chốc đình chỉ. Theo sau, Ngụy Vô Nhai cùng Chí Dương thượng nhân bình yên vô sự từ không trung bay xuống. Phe tu sĩ nhất thời thở phào một hơi, mọi người đều lộ ra vẻ an tâm. Một lát sau, Nho Sinh họ Trọng cùng ải tử nọ cũng đồng dạng vô sự từ không trung quay về. Mộ Lan Nhân tâm tình không tự kìm hãm được nổi lên một trận hoan hô. Vừa thấy tam đại tu sĩ đã quay về, Long Hàm rốt cục mở miệng. Bất quá, vì sợ làm cho lòng người hoảng sợ, tin tức này tạm thời chỉ có thể phổ biến ở phạm vi nhỏ, cho nên chỉ có Nguyên Anh trung kỳ cùng vài tên tu sĩ thân phận đặc thù được tụ tập đến cùng nhau, phóng thích ra mấy cái cấm chế đơn giản, ngay trước trận tiền thương lượng tin tức mới được Mộ Lan Nhân báo cho. Lấy biểu hiện của Hàn Lập hôm nay đánh một trận, tự nhiên không ai dám dị nghị tư cách tham gia hội nghị này của hắn. Hàn Lập mắt thấy Long Hàm phóng xuất ra cách âm cháo, rồi lại từ trên người lấy ra vài cái tiểu kỳ thiết hạ một mảnh vụ tường ngăn cách với bên ngoài, không khỏi trầm mặc không nói gì, âm thầm nghĩ đến cái gì. Ở chỗ này, tu sĩ cũng không nhiều lắm, trừ vài tên lão quái còn bị vây ở trong huyết cháo ra thì chỉ có hơn 20 người. Những người này tự nhiên là đại biểu cho đại đa số thế lực tham chiến. Long đạo hữu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộ Lan Nhân tại sao lại đột nhiên không đánh tiếp? Chí Dương thượng nhân mở miệng hỏi, có chút cổ quái, chúng ta cũng đã đánh tới bước này, chẳng lẽ đối phương còn muốn giảng hòa sao? Ngụy Vô Nhai cũng có chút hoài nghi, không phải vậy, mà là chúng ta không muốn giảng hòa cũng không được. Long Hàm sau khi cười khổ một tiếng, nói, có chuyện gì xảy ra, thật là có thế lực khác nhúng tay vào sao? Hợp Hoan lão ma vừa lắc đầu, kinh ngạc hỏi, không sai, là đồn ngôn nhân ra tay, hơn nữa nghe nói còn liên hợp với mấy tông môn ở Tấn Quốc đồng loạt hướng đến Mộ Lan Nhân gây khó dễ. Mộ Lan Nhân cử ra đệ nhất đại tộc trấn thủ, thì một tháng trước toàn bộ đã bị diệt, chỉ là đồn ngôn nhân phong tỏa tin tức rất tốt, các bộ tộc Mộ Lan Nhân khác cũng không biết việc này. Xem ra đột ngột nhân đang có chủ ý tranh thủ trai cò tương tranh, đối với thiên nam chúng ta cũng cảm thấy có hứng thú. Long Hàm trầm giọng nói, các tu sĩ còn lại nghe vậy, tâm lý cũng trầm xuống, tràng diện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Hàn Lập cũng cảm thấy không ổn cho mày. Đây chính là cánh cửa trước tiễn hổ, cử sau đón lang. Hừ, tin tức này là thật hay giả? Đồn Ngôn Nhân ở rất xa Thiên Nam chúng ta, không phải là Mộ Lan Nhân hư trương thanh thế sao? Toái Hồn Chân Nhân bộ dáng có chút không tin. Hẳn là không phải. Đội nhân mã của Thiên Hận lão quái tiến vào Điền Thiên Thành đã thất thủ. Nghe nói gian tế Đột Ngôn Nhân ẩn núp trong Mộ Lan Nhân cũng có cùng chủ ý với chúng ta, muốn phái ra một đội nhân thủ lần vào trong Điền Thiên Thành để cướp đoạt kho tàng của Mộ Lan Nhân. Kết quả đụng đầu cùng Thiên Hận đạo hữu, song phương tự nhiên cũng bại lộ ngoài ý muốn. Mà trải qua trận chiến này mọi người cũng thấy rõ ràng, Mộ Lan Nhân nói về thực lực có lẽ so với chúng ta còn kém một chút, nhưng đối phương lại nhất định ôm tâm tư đến đánh chúng ta. Nếu không phải Hàn đạo hữu đại lộ thần uy, liên tiếp phá vỡ đồng giáp luyện thi cùng Mộ Lan Thánh Cầm thì sợ rằng khả năng đại bại đã xảy ra. Mà Thiên Nam chúng ta tuy các thế lực lớn đều đã xuất động nhưng không thể nói là đã xuất toàn lực. Tông môn nào cũng lưu thủ gần một nửa số đệ tử để thủ hộ sơn môn. Nếu thật muốn đánh thì cuối cùng nếu có thể tiêu diệt toàn bộ Mộ Lan pháp sĩ nhưng nguyên khí cũng tổn thương nặng. Lúc đó Đồn Ngôn Nhân chân theo sát sau chúng ta mà phát khởi công kích, khi đó chúng ta khẳng định là không có cách nào ngăn cản. Long Hàm bất đắc dĩ mà nói, nghe nói Hàn Lập phá vỡ luyện thi cùng yêu cầm nọ, nhiều tu sĩ lần đầu tiên biết việc đều không cấm được nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, biểu tình tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, một chút dị sắc cũng không có. Hừ, Mộ Lan Nhân muốn địa bàn của chúng ta, vậy nghị hòa như thế nào? Chẳng lẽ thực sự phân chia cho bọn hắn một nửa sao? Ngụy Vô Nhai tựa hồ có chút không cao hứng, lạnh lùng nói, phân một nửa tự nhiên chuyện không có khả năng, nhưng tại biên giới Mộ Lan Thảo Nguyên, tùy ý vẽ ra một khu vực giữa hai quốc gia giao cho Mộ Lan cư trú cũng có thể được. Kể từ đó nếu Đột Ngột Nhân tiến công thì vẫn bị Mộ Lan Nhân đón tiếp trước. Hai tổng này là sinh tử đại địch, không có khả năng xuất hiện tình huống đảo ngược. Đương nhiên lúc này Đột Ngột Nhân thế lớn, chúng ta hay là cùng Mộ Lan Nhân liên thủ. Vừa mới là quan hệ người chết ta sống trong nháy mắt đã được Long Hàm chuyển thành đối tượng liên minh. Nhưng tất cả các tu sĩ đều không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ đều là lão quái vật sống hàng trăm năm, chuyện phản thủ đã sớm gặp qua, còn việc gì còn chưa thấy đâu. Chỉ cần phù hợp với lợi ích của bọn họ thì tự nhiên sẽ không hành động theo cảm tính. Khu vực gần biên giới, nói vậy chẳng phải là muốn đem địa bàn cửu quốc minh chúng ta giao cho bọn hắn. Ngụy Vô Nhai thần sắc không được tốt nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác, chỉ có địa phương của Quý Minh là nằm kề Mộ Lan Thảo Nguyên. Đương nhiên tổn thất này cũng không có thể để cho Quý Minh gánh chịu toàn bộ. Chúng ta thương lượng một chút, xem có thể đền bù cho Quý Minh một chút. Long Hàm giải thích, việc này nói sau đi, hơn nữa trước tiên nên xem ý kiến của Mộ Lan Nhân ra sao đã, rồi bàn bạc việc này sau cũng không muộn. Ngụy Vô Nhai hiển nhiên không hài lòng với việc này, hơi hợt từ chối. Hàn Lập nghe đến đó, ánh mắt rơi trên mặt Chí Dương Thượng Nhân cùng Hợp Hoan Lão Ma, khẽ liếc mắt một cái. Hai người này mặc dù mặt lộ vẻ trầm ngâm tựa hồ lo lắng, nhưng Hàn Lập nhìn sâu trong ánh mắt bọn họ lại chứng kiến một chút ý tứ động tâm, chỉ là còn ngại mặt mũi Ngụy Vô Nhai nên không lập tức mở miệng đồng ý. Hàn Lập thở dài, xem ra một khi dính dáng liên lụy đến tư lợi, thế lực khắp nơi lập tức lại sinh tâm đấu đá. Long Hàm nghe Ngụy Vô Nhai nói vậy, trên mặt không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn mà mỉm cười đồng ý nói, việc này cũng chỉ là do Long Mộ phiến diện nói như vậy, cụ thể phải ứng phó việc này như thế nào còn phải do mấy chúng ta thương lượng tốt một phen. Đương nhiên cũng phải lập tức phái người đi Mộ Lan Thảo Nguyên xem việc này là thật hay giả, lúc đó mới có thể cùng Mộ Lan Nhân đàm phán. Nếu chuyện quan trọng này là thật thì chúng ta không thể cùng Mộ Lan Nhân tranh đấu nữa, các bên đều phải tự thoái nhượng nửa bước, nếu không sẽ chỉ tiện nghi cho Đột Ngột Nhân. Long Hàm nói lời này làm cho các tu sĩ ở đây dường như hài lòng hơn. Ngụy Vô Nhai thần sắc cũng thoáng hòa hoãn, mọi người lúc này mới nói đến các vấn đề chi tiết hơn. Mà Hàn Lập trong lúc ở đây cũng không nói một lời, cũng không đưa ra mưu sách và không có tham gia thảo luận gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải dính dáng đến chuyện tự thân cùng Lạc Vân Tông thì hao tâm tốn sức làm chi. Mà có Long Hàm ở đây, phòng trừng cũng không khiến cho thế lực Thiên Đạo Minh giảm đi nhiều. Không bao lâu sau, đám lão quái này thương lượng xong đối sách cùng thủ đoạn ứng biến, sau đó mới triệt hồi cấm chế, đem mây mù tán đi. Phe pháp sĩ đối diện, tam đại pháp sĩ cùng những người này đồng dạng vừa khẩn cấp thảo luận một phen, cũng đã chấm dứt bàn bạc. Vì vậy hai bên phái một người tiếp xúc một chút để đạt thành hiệp nghị tạm thời đình chiến. Những chuyện khác thì tự nhiên những ngày sau sẽ chính thức đàm phán. Chỉ là phe pháp sĩ này, người nào cũng lộ vẻ mặt âm vân. Sau khi hậu lộ bị cắt đứt, bọn họ trở thành hoàn toàn không còn có gốc, cảm thấy tiền đồ xa vời. So sánh tinh thần trước lúc khai chiến mà nói, giờ đang sa sút tới cực điểm. Hàn Lập chờ sau khi thấy pháp sĩ đại quân rút lui, hắn cũng chậm rãi rút lui khỏi đây, hướng Thiên Nhất Thành bay đi. Trận chiến biên giới này với hơn 10 vạn tu tiên giả tham dự cứ như vậy mà chấm dứt. Ở một phương, có một đạo thanh hồng nhanh như chớp nhằm phía trước bay vụt đi. Trong độn quang, có một bóng người như có như không ẩn hiện. Người này một thân thanh sắc nho sam, dung mạo bình thường nhưng thần sắc thong dong, đúng là Lạc Vân Tông. Hàn Lập đang quay về. Lúc này, biên giới đại chiến đã qua được mấy tháng. Sau khi nghe thấy tin Đột Ngột Nhân muốn làm ngư ông đắc lợi,
Các thế lực Mộ Lan Nhân cùng Thiên Nam mặc dù đều có chút không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể tạm dừng can qua. Đợi Thiên Hận lão quái trốn quay về Thiên Nhất Thành chứng nhận thật đã có thế lực khác đã đánh phía sau Mộ Lan Nhân. Vài thế lực lớn lúc này phái ra rất nhiều tu sĩ, đi qua Mộ Lan Thảo Nguyên một vòng, quả thật phát hiện Mộ Lan tộc đã bị dồn chạy tới gần biên giới Thảo Nguyên. Tại Mộ Lan Thảo Nguyên bắt đầu xuất hiện bóng dáng đột ngột nhân. Lần này, người chủ sự Thiên Nam không hề trì hoãn nữa, mà cùng Mộ Lan Nhân triển khai đàm phán cực kỳ kịch liệt. Ngay từ đầu, Mộ Lan Nhân mở mồm yêu cầu 1/3 lãnh thổ Thiên Nam, nếu không bọn họ liều mạng bị diệt tộc muốn cùng Thiên Nam khai chiến. Song phương trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào đàm phán. Nhưng theo sau Mộ Lan tộc nhân tụ tập rất nhiều tại biên giới Thảo Nguyên, mà đột ngột nhân cũng bắt đầu quang minh chính đại đuổi giết Mộ Lan pháp sĩ. Mấy vị thần sư chủ sự đàm phán chỉ có thể dần dần nhượng bộ. Dù sao so sánh với Thiên Nam tu sĩ thì bọn họ thân cô thế cô mà họa diệt tộc của Mộ Lan nhân lại ngay trước mắt. Mộ Lan tộc bọn họ cùng đột ngột nhân là huyết cừu đại địch đã mấy vạn năm, căn bản không có chuyện thỏa hiệp đầu hàng. Trải qua vô số lần nhượng bộ, cuối cùng bên Thiên Nam cũng để cho bọn họ chiếm cứ hai quốc gia để an trí, mà Thiên Nam một phương thì đem toàn bộ phàm nhân ở hai quốc gia đó thiên cư sang quốc gia khác. Tam đại thế lực đều dành ra một số khu vực bồi thường cho tổn thất của cửu quốc minh, cùng an trí tu sĩ và tông môn của quốc gia này. Đương nhiên đối lại, Mộ Lan tộc đối với mỹ ý của Thiên Nam là khi đối mặt với việc xâm lấn của đột ngột nhân, Mộ Lan pháp sĩ phải toàn lực ngăn cản, Thiên Nam các thế lực sẽ từ bên cạnh hiệp trợ, song phương liên thủ kháng địch. Kể từ đó, Mộ Lan tộc mặc dù tới chỗ mới dựng tức nhưng lại đóng vai trò như cửu quốc minh trước kia, phải cẩn thận coi chừng đột ngột nhân tiến công. Mà vừa lại bởi vì chỉ có hai quốc gia nên các phương thế lực của Thiên Nam cũng không cần lo lắng việc Mộ Lan nhân lớn mạnh, sau này lại trở mặt, dù sao cần phải có biết bao nhiêu tư nguyên tu luyện mới có thể phát triển được một thế lực lớn. Mà Mộ Lan tộc mặc dù bị giới hạn tại hai quốc gia, nhưng cuối cùng tránh được nguy cơ diệt tộc, hơn nữa đối mặt với đột ngột nhân cũng không phải đơn độc chiến đấu nữa, được nhiều thế lực tại Thiên Nam giúp đỡ. Song phương trong lúc nhất thời đối với việc này dường như khá hài lòng. Bất quá, trong đó lại có một chút sự tình cùng với Hàn Lập có liên quan phát sinh. Tất nhiên là chuyện Hàn Lập đánh chết bạn Lữ Âm La Tông tông chủ, làm cho vị tấn quốc ma tu đối với việc này không chịu bỏ qua. Mấy lần đưa tin lại đây, yêu cầu một mình ước chiến với Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập sau khi nhận được khiêu chiến thư, hai mắt vừa đào lập tức đem ngọc giản hóa thành cho bụi, căn bản không có ý tứ hồi âm cùng đáp ứng. Một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khiêu chiến hắn là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cái này cũng chỉ có đối phương mới có thể nghĩ ra được. Hàn Lập cũng không phải tiểu tử mới giáo máu đầu nông nổi, tự nhiên cười nhạt căn bản không thèm để ý tới. Sau khi Mộ Lan tộc cùng Thiên Nam đàm phán thành công, vị Âm La tông tông chủ này không biết cùng Mộ Lan thần sư nói chuyện như thế nào, dĩ nhiên lập tức mang theo thủ hạ rời đi, nghe nói là phản hồi tấn quốc. Điều này làm cho Hàn Lập vẫn có chút thư tâm, cuối cùng thở phào một hơi. Một việc khác còn lại là về việc Hàn Lập cướp lấy cổ đăng là nhất kiện truyền thừa chi bảo của Mộ Lan tộc Nguyên Minh Đăng. Mấy vị thần sư Mộ Lan tộc sau khi hòa đàm cũng tỏ rõ ý kiến, Minh Đăng này là truyền thừa bảo vật của Mộ Lan nhân bọn hắn, quyết không thể để thất lạc trong tay người ngoài. Lúc này muốn lấy về từ trong tay Hàn Lập, Hàn Lập cũng không có ý tứ dứt khoát từ chối, lúc này giở công phu sư tử ngoạm, kêu đối phương dùng số lượng đông đảo canh tinh đến cùng hắn trao đổi. Đáng tiếc thứ canh tinh này, Mộ Lan nhân cũng không có bao nhiêu, căn bản không thể đưa ra nhiều như thế, chỉ có một khối nhỏ mà thôi. Cũng không làm sao hơn, Hàn Lập cũng chỉ có thể yêu cầu đối phương dùng chân hy tài liệu khác thay thế, rồi đem trả lại cổ đăng. Hắn không có ý tứ thực sự lưu lại ngọn đăng này, cổ đăng này cố nhiên là thần kỳ ảo diệu nhưng cũng là vật cầm vào phòng tay. Lưu ở trong tay một ngày dễ bị đông đảo Mộ Lan pháp sĩ nhìn chăm chú một ngày, cứ như thế sớm muộn cũng gặp chuyện không may, hay là sảng khoái bỏ đi mới thật là tốt. Hàn Lập hướng túi trữ vật bên hông liếc mắt một cái, sau khi trả lại cổ đăng, mặc dù hắn không có nói gì nhưng đám Mộ Lan pháp sĩ này khi đưa tài liệu tới lại đem hai kiện từ thành đâu cùng hoa lam cổ bảo bị đoạt trước đây đồng loạt hoàn lại. Xem ra Mộ Lan nhân cũng rất rõ ràng, muốn ở lại lâu dài tại Thiên Nam, tự nhiên không thể đắc tội với cao giai tu sĩ của nơi này. Đem cổ bảo này hoàn trả lại cũng là vì không muốn khiến hắn oán hận. Dù sao hắn tuổi còn trẻ mà thần thông đã ghê gớm như vậy, cho dù các Mộ Lan thần sư cũng có vài phần kiêng kỵ. Một khi cầm lại cổ bảo, Hàn Lập đã đem từ thành đâu đưa cho Ngân Nguyệt. Mặc dù nữ nhân này chỉ có thể lấy thân yêu hồ hiện ra mới có thể sử dụng pháp bảo này nhưng gần đây mấy lần lập công lớn, Hàn Lập không phải là người keo kiệt, tự nhiên phải có tưởng thưởng. Cái tử thành đâu này Ngân Nguyệt dùng rất thuận tay, không có đồ thưởng nào tốt hơn. Không biết có phải là do tin tức bọn họ cùng Mộ Lan nhân liên thủ truyền ra mà đột ngột nhân trong lúc nhất thời lại do dự. Bọn họ mặc dù phái tới đại lượng người tu tiên tới khu vực kề cận Thảo Nguyên nhưng cũng không có lập tức phát khởi công kích, chỉ yên lặng quan sát cử động của Thiên Nam cùng Mộ Lan nhân. Bộ dáng sẽ không chủ động gây phiền toái trong thời gian tới, nhưng đột ngột nhân càng làm ra bộ dáng như vậy, đám người Chí Dương thượng nhân cùng Long Hàm tâm lý lại càng trầm trọng. Đối phương trịnh trọng như thế xem ra âm mưu thật sự không nhỏ, hơn phân nửa là thật sự muốn đánh Thiên Nam. Mắt thấy loại giằng co này có thể kéo dài,
các tông phái đệ tử ở Thiên Nam không thể hao tổn thời gian lâu ở chỗ này. Lúc này sau một phen thương lượng thì thi hành phương pháp lúc đầu đã thỏa thuận với Cửu Quốc Minh. Tất cả tông môn cùng phái một số đệ tử tinh nhuệ thay phiên đóng quân bên cạnh Mộ Lan Lưỡng Quốc. Vạn nhất mà đột ngột nhân phát khởi công kích và Mộ Lan nhân gặp khó khăn thì những người này tự nhiên có thể đi vào trợ giúp. Các tu sĩ còn lại thì có thể phản hồi tông môn. Hàn Lập thân là Lạc Vân Tông trưởng lão, cùng vị Lữ sư huynh tự nhiên có không ít chuyện. Dưới tình huống cơ hồ đại bộ phận đệ tử cũng trở về nên hắn mới có thể thoát thân, phản hồi Lạc Vân Tông. Mà Lữ Lạc còn có một sự tình muốn xử lý nên muốn chỉ hoãn vài ngày. Hàn Lập tự nhiên quay về trước, dọc theo đường đi, Hàn Lập không có trì hoãn chút nào, trực tiếp dùng ngự phong xa bay đi. Điều này giúp cho hắn rút ngắn được non nửa lộ trình. Nhưng khi vừa tiến vào Khê Quốc, Hàn Lập đã đem cái xe này thu hồi để tránh gây ra sự chú ý quá mức. Khoảng cách hơn 100 dặm bây giờ đối với Hàn Lập mà nói, cơ hồ thoáng cái là tới ngay. Khi Hàn Lập nhìn thấy bóng dáng Vân Mộng Sơn xa xa, trong đầu không khỏi hiện ra hoa dung nguyệt mạo của Nam Cung Uyển, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Là chuyện gì xảy ra? Trong gian mật thất hiếm người biết ở Lạc Vân Tông, Hàn Lập nhìn lão giả tóc bạc, một chữ không nói, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ cùng sát khí. Khi vừa mới trở lại Lạc Vân Tông, chưa kịp trở lại động phủ đã bị lão giả tóc bạc nửa đường ngăn lại, rồi đưa đến mật thất tràn ngập âm hàn chi khí này. Ở chỗ này, Hàn Lập thất kinh nhìn thấy Nam Cung Uyển, chỉ là lúc này Nam Cung Uyển đã hóa thành một nữ đồng khoảng 8 tuổi, bị phong bế trong một bức tường băng, hai mắt nhắm nghiền không biết gì hết. Điều này làm cho Hàn Lập kinh sợ dị thường. Khụ, nếu sư đệ quay về sớm hơn nửa tháng thì tốt. Nam Cung muội tử mới xảy ra chuyện nửa tháng trước, nếu có ngươi, nói không chừng có thể ngăn cản việc này phát sinh. Bất quá trong thời gian ngắn tánh mạng đệ muội cũng không đáng lo, chỉ là lo ma đạo phong hồn chú bên trong, chỉ có thể dùng pháp thuật duy trì không để nó phát tác. Lão giả tóc bạc cười khổ một tiếng chậm rãi giải thích, phong hồn chú, Uyển Nhi như thế nào lại dính vào loại âm chú này? Bí thuật này không phải là đã sớm thất truyền tại Thiên Nam sao? Chẳng lẽ là? Vừa nghe lão giả nói, Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Chứng kiến Hàn Lập tựa hồ đoán được cái gì, lão giả tóc bạc cũng không hỏi tới mà đem tao ngộ của Nam Cung Uyển kể tường tận lại cho Hàn Lập một lần. Nguyên nửa tháng trước vào một buổi sáng, Nam Cung Uyển giống như trước đi tới một tiểu sơn gần động phủ lấy thiên âm lộ dùng để tu luyện luân hồi quyết, nhưng không nghĩ tới mới vừa tới đó thì chợt có một gã hắc bảo nam tử xuất hiện. Gã nam tử này không nói lời nào, vừa thấy Nam Cung Uyển tới đã lập tức thi triển ma đạo công pháp lợi hại dị thường công kích, phá tan cả kiện hộ thân chi bảo của Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển thấy vậy đại kinh, lập tức huýt dài cầu cứu đồng thời cực lực chạy về hướng động phủ. Nhưng khi lão giả tóc bạc cùng chúng đệ tử Lạc Vân Tông nghe thấy tín hiệu chạy đến nơi thì chỉ thấy Nam Cung Uyển đã tránh né không kịp, bị đối phương nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên trán và lập tức xoay người ngã quỵ xuống. Lão giả tóc bạc kinh hãi, lập tức xuất lĩnh các đệ tử nhất tề xuất thủ công kích hắc bảo nam tử nọ. Người nọ thấy nhiều Lạc Vân Tông đệ tử xuất hiện như thế thì cũng không có ý tứ liều mạng. Sau khi cười lạnh một tiếng thì ném trên mặt đất một cái ngọc giản rồi như tia chớp phi độn rời đi, căn bản không có người nào có thể truy cản được. Lão giả tóc bạc cũng không truy đuổi mà vội vàng đem Nam Cung Uyển cứu trở về và lập tức cứu trị. Nhưng lúc này mới phát hiện, Nam Cung Uyển bị trúng phong hồn chú. Loại chú này nghe đồn là một trong năm loại ma đạo cấm chế bí thuật đã thất truyền tại Thiên Nam từ lâu. Ai trúng cấm chế này thì ba hồn bảy phách sẽ chậm rãi bị phong ấn. Sau đó tùy theo tu vi của người bị phong ấn, hồn phách sẽ dần dần tiêu tán. Lúc này người chúng chú cũng chỉ còn nhục thân vô dụng. Đây nguyên bản là thủ đoạn đặc biệt mà ma đạo sử dụng để đối phó với cửu địch, ác độc dị thường. Lão già một khi nhận ra loại cấm chế này thì tự nhiên trong lòng cực kỳ kinh hãi, nhất thời chân tay luống cuống không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Uyển lại tự động tỉnh lại. Khi biết mình trúng phong hồn chú thì mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng lại lập tức nghĩ ra một giải pháp cấp cứu tạm thời. Nàng quyết định dùng thần thông của luân hồi quyết nào đó, dùng hàn khí để phong ấn chính mình. Loại phong ấn này chẳng những giúp cho thân thể Nam Cung Uyển hoàn toàn bị cấm chế mà còn trì hoãn ngay cả thời gian phong hồn chú phát tác. Vì vậy trước mắt Hàn Lập bây giờ, bộ dáng Nam Cung Uyển thành như vậy. Lão già sau khi đem hết những lời này nói ra, lại từ trên người lấy ra hai khối ngọc thanh hồng giàn, phân biệt đưa cho Hàn Lập. Một khối là do hắc bảo nam tử ra tay với đệ muội lưu lại, một khối khác là do đệ muội trước khi thi triển phong ấn thuật lưu lại. Sư đệ trước tiên xem một chút vị trình, sư huynh thở dài nói. Hàn Lập mặt âm trầm, không nhận ngay hai cái ngọc giản mà đánh giá quá một chút, trước hết xem bề ngoài ngọc giản do Nam Cung Uyển lưu lại. Một lát sau, hắn đem tâm thần tiến vào trong ngọc giản, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, vừa có chút lo lắng nhưng lại có chút vui mừng. Điều này làm cho lão giả tóc bạc một bên nhìn Hàn Lập chăm chú. Cái ngọc giản này Nam Cung Uyển chỉ đích danh muốn giao cho Hàn Lập nên lão cũng không có xem qua một cái. Dù sao trên ngọc giản động tay động chân, làm cho người ta phát hiện ra việc bị người khác đã xem qua là chuyện rất dễ dàng. Lão giả cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà làm ra chuyện không sáng suốt. Theo việc Hàn Lập hiển lộ thần thông cùng danh tiếng dần dần lên cao, hình ảnh của hắn trong tâm mọi người tự nhiên không thể so sánh với trước kia. Xem hết ngọc giản do Nam Cung Uyển lưu lại,
Hàn Lập sau khi hít sâu một hơi thì lại cúi đầu xem cái ngọc giản đỏ như máu một lát. Nhưng một lát sau, Hàn Lập sắc mặt cực kỳ âm trầm, cuối cùng thậm chí tức giận đến mức hai tay đột nhiên trà sát. Một đoàn tử hỏa bỗng nhiên xuất hiện trong tay Hàn Lập bộc phát ra. Cái ngọc giản trong tử hỏa nháy mắt hóa thành một cổ khói xanh, không thấy bóng dáng. Lão giả tóc bạc chứng kiến màn này, trong lòng có chút hoảng sợ. Cái ngọc giản đó mặc dù không phải là được quá chú tâm luyện chế, nhưng có thể thản nhiên đem hóa thành khói. Hắn tự vấn tuyệt vô pháp làm được loại cử trọng nhược khinh như thế. Xem ra những lời đồn có liên quan đến vị Hàn sư đệ này hơn phân nửa đều là sự thật. Thần thông so với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ còn lớn hơn, hắn thật có đúng là nhân vật được Lạc Vân Tông chiêu lãm hay không? Ngay lúc lão giả trong lòng âm thầm khiếp sợ thì Hàn Lập hơi trầm ngâm một chút rồi mở miệng hỏi: "Trình sư huynh, người đã nhìn qua bộ dạng người đánh lén Nam Cung Nguyệt, bộ dáng hắn như thế nào, tu vi ra sao, xem một chút liệu ta có nhận biết được không? Bộ dáng có thể không phải là thật, trông cũng không tệ lắm, ngũ quan đoan chính, là nam tử trông còn khá trẻ. Về phần tu vi, đối phương tựa hồ thi triển pháp thuật che giấu, sư huynh ta thần thông rất thấp nên không có cách nào khám phá được, bất quá tối thiểu cũng phải là Nguyên Anh trung kỳ, nếu không sẽ không dễ dàng đem Nam Cung đạo hữu đánh bại như thế." Lão già không suy nghĩ nhiều nói: "Người tuổi trẻ." Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, có chút ngoài ý muốn. "Không sai, bất quá đối phương có tu vi này, khẳng định cũng giống sư đệ, ăn được linh đan rượu dược gì đó hoặc là tu luyện công pháp chú nhan kỳ diệu. Nhưng hắn có khả năng là nhiều tuổi hơn sư đệ, vì dù sao tuổi còn trẻ như sư đệ mà có thể ngưng kết Nguyên Anh thì trong thiên hạ không có mấy người. Bất quá, sư đệ, ngọc giản hắn lưu lại ta cũng xem qua. Dĩ nhiên hắn muốn sư đệ mang theo Kim Lôi Trúc Pháp Bảo đi Huyền Thiên Phong gặp hắn. Chẳng lẽ người này thật sự là Tấn Quốc Ma Tu? Sư đệ thật sự có chí bảo luyện chế từ Kim Lôi Trúc sao?" Lão giả không nhịn được mở miệng hỏi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhấn like và đăng ký kênh để xem tập sau nha.